Hello, Rachel xin được gửi lời chào đến tới tất cả quý vị trở lại với kênh Việt Mỹ Channel. Thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay chúng ta có sự trở lại của giáo sư bác sĩ Phạm Hiếu Liêm. Rachel xin được gửi lời chào đến bác sĩ Liêm. Chào Rachel và kính chào quý khán giả. Dạ vâng, trước khi mà vào cái chương trình này thì không biết là bác sĩ Liêm có gì vui trong tuần qua muốn cập nhật với tất cả quý vị không ạ? Không có gì vui nhưng mà có cái chuyện rất là tại sao bác sĩ giải phẫu là mổ trên mấy ông luật sư. Ok. Tại sao bác sĩ làm giải phẫu luật sư? Tại không thích mấy ông luật sư lôi ông ra mổ. Không, tại vì luật sư ở trên lồng ngực, ở trong lồng ngực thì không có trái không tim. Không có qua tim. À. Mà ở trong bụng thì không có gan dạ. Ủa, nhưng mà tại sao nói rằng là luật sư là trong bụng không có gan dạ? Không có tim thì mình hiểu rồi đó, mà tại sao không có gan dạ? Từ đó, người Việt Nam khi nào nói ai mà can đảm là gan dạ. Nếu mà không có gan mà không có dạ dày hay là ruột thì là hèn nhát. tiếng Mỹ nói là they are heartless, gutless. Dạ, mà quý vị biết bác sĩ Liêm có chia sẻ là thường là những bác sĩ khi mà đi làm chung với nhau cũng ưa chọc diễu về những cái ông luật sư. À, thì quý vị nghe những cái chốt như vậy. Ủa, nhưng mà con trai và con dâu của bác sĩ là luật sư hết mà nghe cái câu này thì họ sẽ phản biện lại đúng không ạ? Đúng rồi, tại luật sư thì nó họ sẽ có dốc về bác sĩ. À, that's right, đúng rồi. Tức là khôi hài là một hình thức phản đối lành mạnh. Đúng rồi, rất là vui. Thay vì mắng chửi nhau, như người Việt ưa làm cái đó không nên, nên dùng khôi hài. Dạ, yeah. Mà nhiều khi khôi hài vậy người ta còn nhớ nhiều hơn nữa. Thay vì là chửi tùm lum tùm la, đúng. Đúng rồi, yeah. Đúng rồi. Dạ vâng. Rồi, cảm ơn bác sĩ Liêm. À, thưa quý vị, là ngày hôm nay cái chủ đề sẽ là bệnh bao tử và dạ dày. À, một lần nữa cảm ơn tất cả quý vị đã gửi những cái câu hỏi về để chúng tôi có những cái đề tài biết được quý vị cần cái gì. Rồi, bây giờ thì Rachel xin mời bác sĩ Liêm. Sở dĩ tôi nghĩ về vấn đề bệnh bao tử và dạ dày này là vì có một vị khán giả gửi tôi một câu hỏi về bà bị trào ngược dạ dày mà bà uống đủ thứ thuốc mà không có khỏi. Thì sau khi tôi nói chuyện về các bệnh về bao tử, Rachel có thể kiếm ra cái câu hỏi đó rồi mình sẽ giải đáp cái câu hỏi này cho bà khán giả đó luôn thể. Á Đông mình á bị bệnh bao tử dạ dày nhiều hơn các giống dân khác theo thống kê trong các truyện tàu đó. Ví dụ như Tam Quốc Chí chẳng hạn á, những ông tướng đồ này kia đó khi nào tức giận đó, nhiều khi đang ngồi trên lưng ngựa đó mà giận quá cái hộc máu té xuống ngựa hay là hộc máu mà chết, đó là ói máu. Thành ra có cái mình nói là tức ói máu. Hồi xưa y khoa mặc dù nó đã ra khỏi cái y khoa truyền thống đó mà nó thành y khoa thực nghiệm đó, thì họ vẫn tin vào những cái gọi là stress có thể gây ra bệnh bao tử, là tại vì trong bao tử luôn luôn có những cái acid, thường thường là acid chlorhydric, nó rất là mạnh, nó ở đó là để là tiêu hóa thực phẩm, đa số là protein ở ngoài vào, nó giúp tiêu hóa protein thành những cái peptide để mà khi đưa xuống ruột đó thì những cái enzyme khác nó sẽ tiêu những cái peptide đó. Sở dĩ mà màng nhầy của bao tử nó không bị acid làm hư đó là tại vì nó có chất nhầy rất nhiều, nó được bảo vệ bởi prostaglandin. Thành ra khi nào mà mình bị stress, trong người có stress hormone, thường thường là cortisol, thì những cái chất đó nó làm prostaglandin không còn hiệu quả để mà bảo vệ cái màng nhầy của bao tử, thì khi đó bao tử có thể bị loét. Hay là nếu mình uống những cái thuốc chống viêm, vì chống viêm nó chống cái prostaglandin, thì như là thuốc aspirin hay là các thuốc Motrin, Advil, Naproxen, Aleve, các loại đó, có thể nó làm hư màng nhầy và gây ra các bệnh bao tử. Cho đến năm 1980 đó thì đa số mọi người đều suy nghĩ theo cách đó,
Và nhưng mà vào năm 1980 thì ông bác sĩ Barry Marshall, ông từ Úc, ông lên ông học ở Boston. Thì trong thời gian ông học về về gastroenterology, bệnh bệnh bao tử và ruột đó, ông thấy trong các kính hiển vi sinh thiết của bao tử dạ dày đó còn có một con vi trùng xoắn xoắn mà không ai để ý. Ông pathologist với ông giáo sư của ông Marshall nói rằng là cái đó là rất bình thường, ai cũng có cả. Nhưng mà ông Marshall ông không tin như vậy. Ông nghĩ rằng cái vi trùng đó, đó có thể gây bệnh cho bao tử. Không thể nào mà nộp đơn xin khảo cứu mà làm cho người bệnh bị nhiễm trùng mà mình chưa biết là có thể nhiễm trùng hay không và chưa chưa biết là có thuốc chữa hay không. Thành ra ông Barry Marshall ông mới can đảm lắm. Ông mới làm một cái dung dịch về con vi trùng đó. Ông nói với một ông bạn cùng học với ông cũng là gastroenterologist đang cùng đi học, làm thí nghiệm trên trên chính ông Barry Marshall. Ông can đảm ông uống cái con vi trùng đó vô. Cỡ 2 ngày 3 ngày sau ông bị cái triệu chứng sưng bao tử. Thì ông bạn mới dùng cái endoscope dòm vào phía trong thì thấy đúng là sưng bao tử rất rất nặng. Rồi sinh thiết hai người bạn dòm với nhau thì thấy đúng là con vi trùng đó nó nảy nở rất nhiều và nó gây cái chứng sưng bao tử trên ông bác sĩ Barry Marshall. Mới đem cái đó đem trình lên ông giáo sư, đem trình lên ông pathologist, đem trình lên các hội đồng khảo cứu. Mọi người mới thấy rằng cái đó là công nhận và khi đó mới ráng kiếm ra thuốc để chữa cho ông Barry Marshall. Thì hồi đó thấy dùng cái thuốc bismuth là nó giảm được cái con vi trùng này, thì ông Barry Marshall phải được chữa bằng bismuth. Về sau họ kiếm ra những cái trụ sinh khác nữa chữa càng đúng hơn, mà hóa ra đó con vi trùng này đó, tại vì thường thường những cái vi trùng khác nó vào ở trong bao tử là nó bị giết tại vì axit nó mạnh lắm, nhưng mà cái con vi trùng này nó sống như trong cái môi trường axit, càng axit nhiều thì nó càng sống mạnh. Thành ra khi chữa ra ngoài cách là uống thuốc trụ sinh đó, phải uống thuốc để mà đừng có tiết ra những cái axit ở trong bao tử nữa. Về sau mới thấy rằng đó đa số những cái chứng loét bao tử hay là sưng bao tử là không phải do stress mà đa số là do bị nhiễm trùng và con vi trùng đó là Helicobacteria pylori, tức là nhiều khi gọi tắt là H. pylori. Thì con vi trùng H. pylori này là thủ phạm đã gây rất nhiều loét bao tử và về sau còn có gây ra ung thư bao tử nữa nếu mà để lâu mà không chữa. Cái lượng mà loét bao tử, đau bao tử và ung thư bao tử ở trong cái vùng Á Đông đó thì cho thấy rằng là ở cái vùng đó cái nhiễm trùng về H. pylori cũng là rất cao. Từ khi mà H. pylori được chữa rồi đó, cái sưng bao tử với lại cái chứng mà mãn tính rồi nó gây cái gọi là atrophic gastritis, nó không những là vừa sưng nó làm teo cái màng nhầy nữa, thì những người đó cũng không hấp thụ được vitamin B12, nó gây ra nhiều chuyện lắm ngoài ngoài ung thư bao tử. Bác sĩ nên khi mà người ta có bệnh về bao tử mà thì nên luôn luôn thử cái nhiễm trùng của H. pylori, mà có thể thử bằng bằng hơi thở, có thể thử bằng máu chứ không phải cần phải lấy cái nước từ trong dạ dày để mà thử. Nếu mà lấy được thì càng tốt, nhưng mà nếu không có thì chỉ cần thử bằng hơi thở, test bằng hơi thở hay là bằng máu thì cũng biết là người ta có bị H. pylori nhiễm trùng không và chữa cho đúng. Thì thường thường sau 2 tuần chữa là 85% của người bệnh là sẽ khỏi. Nhưng mà cái ung thư về về bao tử và dạ dày ở Việt Nam đó, hay là ở các nước Á Đông đó, có liên hệ chút đỉnh tới gạo vì mình ăn nhiều gạo mà trong cơm gạo luôn luôn có arsenic, nó gọi là thạch tín. Cái lượng thì nó thấp thôi nhưng mà lâu ngày á, cứ cứ ngày nào cũng ăn gạo cả đó thì có thể cái đó nó cũng là một yếu tố gây ra ung thư. Nên cái đó mình cũng nên nên để ý. Khi mà bị axit ở trong ruột như vậy đó, nhiều khi những người mà quá mập hay là những người mà
cái hệ thần kinh ở trong bao tử nó suy yếu thì bao tử có thể bị trào ngược. Những người mập thế thì nhiều khi họ bị cái gọi là hiato hernia, tức là một phần của bao tử nó lên, nó nằm phía trên cái cách mô, tức là diaphragm, nó nằm ở trong ngực. Cái van bao tử nó không hoàn toàn đóng, nó bị trào ngược. À, còn những người mà bị bao tử mà nó không có hoạt động bình thường đó cũng có khi bị trào ngược. Bây giờ nghe nói một cái người ta dùng cái thuốc Ozempic trị tiểu đường loại 2, nhưng mà bây giờ họ ở bên Mỹ người ta dùng chích để giảm ký đó, nó cũng làm cái bao tử bị tê liệt, thành ra có nhiều người bị trào ngược dạ dày vì vì vậy. Bệnh bao tử là một cái bệnh thông thường, đa số hiện nay là do nhiễm trùng H. pylori. Còn những người khác thì có những cái yếu tố khác, nhưng mà cái thuốc mà để mà chặn cái acid là thuốc proton pump inhibitor. Mà thuốc đó nếu uống nhiều đó, nó không hấp thụ được magnesium, nó có thể ảnh hưởng tới tim và hệ tuần hoàn, thành ra cũng phải để ý. Còn những cái thuốc gọi là ACE2 blocker, tức là antihistamine 2 đó, thì nó cũng là hiệu quả và nó gây ít cái phản ứng hơn, biến chứng hơn là thuốc PPI, tức là proton pump inhibitor. Những thuốc đó đều rất là công hiệu. Và hồi trước thì người ta dùng antacid như Maalox, Maylanta đó, thường thường là có calcium hay là aluminium ở trong đó. Dùng dùng ít thì cũng không sao, dùng nhiều thì không không có tốt. Dạ vâng. À, cảm ơn bác sĩ Phạm Hiếu Liêm. À, thưa quý vị, cái đề tài bệnh bao tử và dạ dày này thì rất là nhiều người bị nha, cho nên là cái đề tài ngày hôm nay sẽ giúp ích được cho rất là nhiều người. À, và khi mà bác sĩ Liêm chia sẻ thì Rachel có mở được cái câu hỏi của cái vị khán giả đó ạ. À, tên là Thảo Ương hỏi rằng là: xin chào bác sĩ Liêm và cô Rachel thân mến, tôi muốn xin lời khuyên của bác sĩ về bệnh trào ngược dạ dày. Tôi mới bị 2 tháng điều trị Nexium 40 mg một ngày 2 viên và Gaviscon ngày thì 2 gói, được 1 tháng này chưa đỡ. Và tôi muốn hỏi với người bị dư axit có nên là mua máy lọc nước kiềm hay không? Mua về để sử dụng để hạn chế đưa thêm axit vào dạ dày không? Vì có lần bác sĩ đã nói không hiệu quả, nhưng và giá mua máy rất đắt nữa, tầm 50 triệu, chị tôi cũng bị nhưng nặng hơn. Bác sĩ của chị ý chỉ định trong đơn thuốc là uống nước kiềm hàng ngày, tôi phân vân quá, tôi xin trân trọng cảm ơn bác sĩ Liêm. Câu hỏi này nó có vẻ hợp lý, là tại vì nếu mà bị bao tử thì nhiều axit thì tại sao không uống nước kiềm, nhưng mà uống bao nhiêu nước kiềm cho đủ để mà kiềm chế cái axit của bao tử, tại vì axit của bao tử nó tiết ra 24 giờ trên 24 giờ, mà uống nước kiềm thì chỉ có nó kiềm nó khi mình uống thôi, không lẽ cứ uống nước kiềm suốt ngày, thành ra cái đó cũng không có practical, không có gì hoàn toàn thực tế. Bà này, trong trường hợp của bà đó, thì bà đã uống Nexium, tức là một cái PPI, proton pump inhibitor, 2 tháng rồi mà cái liều cao nữa mà không bớt gì cả, và bà cũng uống Gaviscon bớt cái hơi bào bọt cũng không bớt gì cả, tức là cái vấn đề của bà là không phải là axit rồi. Cái thứ nhất là bác sĩ của bà đã thử cái H. pylori chưa? Tôi không thấy có nói gì về về thử nhiễm trùng H. pylori, để cái đó là cái trước nhất phải làm. Cái thứ hai là bà có bị cái gì như là hiato hernia, tức là một phần của cái bao tử nó ở trên trên ngực không? Nếu mà có thì phải chữa cái hiato hernia đó, thì hòa mai cái trào ngược dạ dày nó mới bớt. Và cái thứ 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 ba là khi một người như bà này uống đủ thứ thuốc như vậy, mà thuốc mạnh mà không có bớt, thường thường đó, mà trường hợp này nó hiếm hơn, thành ra nhiều người bác sĩ họ không để ý. Có trường hợp đó, bị trào ngược mật, thay vì mật nó ở dưới ruột đó, dưới ruột non, ruột ruột mà gọi là duodenum, mật là để giúp tiêu hóa mỡ và giúp làm bớt táo bón. Mật thường thường nó ở dưới cái khúc duodenum, tiếng Việt Nam gọi là thập nhị chỉ tràng, thường thường là nó không có lên bao tử. Nhưng mà trong trường hợp có nó trào ngược lên trên bao tử rồi, thì những người bệnh này rất là khó chịu, mà có là kiềm,
Nhưng mà cái muối mật á, khi nó vào trong bao tử nó trở thành axit, và cái muối mật mà axit á, nó rất là khó chịu. Cái thuốc Nexium khi đó là không có công hiệu gì hết, là tại vì nó chỉ chặn cái tiết ra của axit của bao tử thôi chứ không phải của mật. Thành ra cái muối mật mà nó trào ngược lên trên dạ dày là rất là khó chịu. Trong trường hợp này đó phải uống cái thuốc gọi là sucralfate hay là carafate. Carafate là cái tên nhãn của cái thuốc sucralfate. Cái thuốc sucralfate này là một cái muối aluminium. Khi mình uống cho trường hợp này không phải là uống cái viên mà là mình phải khuấy nó trong nước đó, gọi là slurry. Các dược sĩ đều biết cái slurry là gì, nhưng mà cái slurry mình bỏ cái viên đó vào trong nước mình khuấy rồi rồi mình uống, thì cái slurry của sucralfate đó nó sẽ nằm phía trên cái màng nhầy của bao tử và nó sẽ bay, nó sẽ tóm, nó chụp axit từ từ mật, từ muối mật, và người bệnh sẽ cảm thấy rất dễ chịu. Thành ra tiếp tục uống PPI là Nexium, tiếp tiếp tục uống Nexium, nhưng mà không cần uống Gaviscon nữa, mà thay vì Gaviscon trước mỗi bữa ăn và trước khi đi ngủ nên uống một slurry của sucralfate hay là carafate. Trong trường hợp của bà này, sau khi bà dùng cái đó thì bà sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Dạ, cảm ơn bác sĩ Liêm. Hy vọng rằng là cái câu hỏi của cái vị khán giả Thảo Uyên này đó cũng đại diện cho rất là nhiều người cũng bị trong cái tình trạng này biết. Chính vì vậy đó là khi mà quý vị gửi những cái câu hỏi về bản thân Rachel và bác sĩ Liêm rất là thích, là tại vì mình biết được là cái nhu cầu quý vị cần cái gì. Có nhiều người người ta cũng bị nhưng mà người ta không biết cách đặt câu hỏi, hay là người ta cũng ngại, người ta không dám để câu hỏi ở đây, cho nên những cái câu hỏi như thế này thì giúp ích được rất là nhiều ha. Rồi bây giờ trở lại với cái chủ đề là bệnh bao tử và dạ dày mà bác sĩ Liêm chia sẻ đó, thì Rachel thấy rằng là có một số bài người ta nói rằng là hiện tại là dân số ở những cái nơi thành phố thì chiếm khoảng là 45% người bị bệnh dạ dày hoặc là đau bao tử. Thì cái con số này bác sĩ Liêm nghĩ rằng nó có hợp lý hay không? Ở Việt Nam thì tôi thấy có hợp lý, nếu nếu mà ở Mỹ thì không có hợp lý. Là ở Việt Nam cái cơ hội người ta bị bệnh dạ dày và đau bao tử nhiều hơn. Đúng, tại vì cái nhiễm trùng H. pylori nó cao Dạ. lắm. Người Việt Nam khi nào cũng thích ăn rau sống, khi nào trong trong cái bữa ăn cũng có một dĩa rau sống, đó là rất là đặc biệt Việt Nam. Ba Tàu không có, Đại Hàn cũng không có, mà Nhật cũng ít có. Nhật thì ưa ăn đồ đồ sống, cá sống rồi này kia, nhưng mà cái dĩa rau sống của người Việt Nam là rất là đặc biệt của Việt Nam. Có một cái giai thoại là tại sao người Việt Nam khi nào cũng phải có rau thơm và nhai rau thơm, là tại vì mình ăn mắm muối rồi nhiều thì cũng đúng, nhưng mà về cái giai thoại về ông vua Việt Cao Tiễn trong cái thời Chiến Quốc đó, thì khi ông bị vua Ngô bắt làm tù binh đó, thì khi ông bị ở tù bởi vua Ngô thì ông kiếm cách để thoát, thì ông làm cho vua Ngô tin ổng, thì ổng có thể nếm phân mà biết là có bệnh hay là chừng nào bệnh khỏi. Có ngày ông thấy ông vua Ngô bệnh mà sắp khỏi rồi, ông nếm phân, ông nói cái bây giờ biết là sắp khỏi. Thành ra ông vua Ngô ông tin lắm, rồi ông thả ông Câu Tiễn về. Thì ông về nhà thì ông không ngủ trên nệm, ông ngủ trên gai, rồi buổi sáng ông nếm mật heo để cho luôn luôn nhớ cái ý chí phục thù, và về sau ông phục thù được. Nhưng mà sau khi ông phục thù được rồi đó, tức là chuyện mà ông đưa tay thi rồi qua cho ông vua Ngô đó, sau khi ông thành công rồi đó, trong miệng ông bao giờ cũng thấy có vẻ khó chịu vì cái nếm phân hồi trước. Thành ra ông luôn luôn phải nhai rau thơm. Từ đó người Việt để tưởng nhớ ông với đồng tình với ông đó, họ ăn mắm rồi nhiều, với lại họ ăn rau thơm. Đó là cái giai thoại thôi, nhưng mà cái sự thật là mình lúc nào có dĩa rau sống, và thường thường có rau thơm ở trong. Thì rau sống nếu mình rửa sạch thì không sao, nhưng mà nếu mình rửa không sạch thì là nước mà có H. pylori thì mình dễ bị H. pylori. Mà cái sự thật là người Việt có nhiều H. pylori. Có nhiều người Việt di dân qua Mỹ rồi đi khám bệnh bao tử, bác sĩ Mỹ họ thử họ thấy H. pylori. Thành ra cái tỷ số về H. pylori của người Việt
và người Á Đông đó cao hơn ở bên này, cao hơn người người Tây phương. Một cái là cái câu chuyện về câu tiễn là thường thường là bác sĩ Liêm là đọc truyện hay là bác sĩ Liêm là coi phim Tàu? Tôi đọc truyện nhiều hơn tôi coi phim Tàu. Bây giờ tôi coi phim Hàn nhiều hơn là tôi coi phim Tàu. Mà hồi xưa tôi đọc truyện Tàu nhiều. À, là có những cái cuốn tiểu thuyết của Tàu rồi đó, thì bác sĩ Liêm lại thích đọc những cái đó. Truyện truyện Tàu mà về truyện này cũng như là sử vậy, nó giả sử nhưng mà nó cũng gần gần như là sử thật á. Sử Tàu thì có cuốn sử ký của ông Tư Mã Thiên, nhưng mà lịch sử về cái thời chiến quốc thì có bộ Đông Châu Liệt Quốc. Tôi đọc trọn bộ Đông Châu Liệt Quốc, truyện nó dài lắm, có nhiều giai thoại và trong đó có nước Việt. Cũng hay quá anh, tại vì nhiều khi mình suy nghĩ là những người bác sĩ là đi học y khoa là đã tốn rất là nhiều thời gian rồi. Rồi khi mà làm bác sĩ xong cái thời gian nó cũng bận rộn. Nhưng mà chắc có thể là cái hobby để mà đọc sách là một trong những cái để mà giải trí cho bác sĩ Liêm hả? Đúng rồi, hồi nhỏ tôi ham chơi, tôi không 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 muốn ngủ, tôi ngủ ít, chơi với đọc truyện đọc sách nhiều lắm. Đó là hay. Chính vì vậy mà quý vị thấy rằng có một vị bác sĩ rất là giỏi về lịch sử rồi đồng thời nữa là về chính trị là tại vì cái tánh thích đọc của mình á. Cho nên rằng là những quý vị nào mà có con thì nên khuyên con của mình đọc nhiều hơn nha. Rồi với lại là bây giờ cái câu hỏi liên quan đến là ung thư dạ dày nữa là giống như bác sĩ Liêm nói là do những cái con vi trùng này thì những cái con vi trùng là do mình đưa vào cơ thể của mình hay là tự nó phát xuất từ bên trong mà? Không, vi trùng đó từ ngoài vào, nó xuống từ thực phẩm, thành ra mình ăn rau sống thì mình dễ bị, chứ còn với lại nước dơ rồi này kia bị. Cho nên là thí dụ mình hiểu được như vậy và mình cố gắng là thí dụ như rau cải mình trụng một tí rồi mình ăn thì nó vẫn là tốt hơn thì nó sẽ hạn chế những cái bệnh dạ dày này đúng không ạ? Cũng không cần trộn, để rửa cho kỹ. Hồi xưa trong gia đình tôi đó thì mẹ tôi luôn luôn chỉ cho mấy người làm mà nấu ăn đó, khi họ lặt rau hay là gì đó mà rửa bằng thuốc tím potassium permanganate, pha loãng ra, rau cỏ gì ở nhà phải rửa bằng thuốc tím rồi rửa lại rồi mới dọn lên trên bàn được. Nhờ vậy mà trong nhà không có bị bệnh. Những cái máy nước giống như hiện tại ví dụ như là máy nước Kangen đi thì người ta cũng có ưa quảng cáo là cái này có cái chất acid hay là cái chất kiềm nó nhiều nó mạnh để mà mình rửa những cái rau cải và trái cây thì nó sạch hơn bình thường thì bác sĩ Liêm nghĩ sao về vấn đề này? Ở bên Mỹ thì không cần thiết, tại vì nước máy ở Mỹ Nó đã là sạch họ rồi. đã sạch rồi, không đủ tiêu chuẩn thì không được phép đưa tới các nhà. Mà khi nào mà nó bị một thiên tai gì đó mà nó không trị được ở nhà máy nước thì lập tức nó báo cho người ta biết là để nấu nước sôi hay là uống nước chai không, chứ đừng có dùng nước máy. Nhưng mà khi nào mà nước máy mà nó được chạy lại bình thường rồi đó thì là nó sạch rồi. Nên mình chỉ cần rửa kỹ thôi. Nhưng mà nếu mà ai có tiền mà muốn nghe quảng cáo mà mua những cái gì thì tôi cũng không có cản. Cái quyền tự do mà tự do mậu dịch và quyền tự do con người thì ai muốn mua gì mua. Nhưng mà thí dụ như ở bên Việt Nam cái nguồn nước nó không có sạch bằng thì nếu những ai có tiền thì cũng nên mua cái máy Kangen này hả? Nếu có tiền, đúng, nếu có Nếu tiền. nếu có tiền. Còn không thì trở lại cái rửa với potassium permanganate, tức là thuốc tím, Thuốc mà phải biết tím mà cách, làm ít thôi, ít thôi. mà cách mới biết cách pha. Đúng rồi, Chứ pha tầm bậy tầm bạ là trúng độc nữa, tại vì Rachel nghe nói rằng là thuốc tím này nó rất là độc. thì nó có nhiều potassium nhưng mà biết cách pha thì không sao ấy. Với lại là một cái câu hỏi nữa liên quan đến là bệnh bao tử và dạ dày thì Rachel nghe nói là cái cách truyền thống là có nhiều người người ta uống nghệ và mật ong thì người ta nói rằng cái nghệ và mật ong nó giúp được rất là nhiều cho loét bao tử và đa bao tử thì có đúng không ạ? Có thể đúng, nhưng mà tôi không có biết cái gì về cái đó hết, tại vì tôi cái đó hình như là của thuốc Bắc thuốc Nam gì đó, tôi không biết cái gì về cái đó hết. Nhưng mà tôi có tìm đọc về mật ong khi tôi làm về các bệnh biến dưỡng trên người già, cao mỡ, cao máu, cao cao đường. Có một cái lạ là nếu mà dùng mật ong
sống, tức là raw đó, và unfiltered, tức là không có lọc. Tại vì mật ong mà nó bán ngoài tiệm là thường thường nó pasteurized, tức là nó nấu lên để mà sát trùng, là không phải là raw nữa, mà nó còn lọc phấn hoa này kia, đừng có bị dính vô. Cái ong đó, đó thì như đường thôi, không có tốt gì cả, sẽ gây ra bệnh biến dưỡng. Nhưng mà khi người ta dùng cái mật ong mà raw unfiltered, tức là sống mà không có lọc, thì lạ lùng thay, không có bị những cái triệu chứng của biến dưỡng trên thử máu hay là trên cái người mà dùng lâu năm. Thành ra tôi để ý. Và gần đây đó, cái mới nhất là ở trên báo Epoch Times, nó có một cái phóng sự nhóm nghiên cứu ở Đại học Toronto ở Canada. Thì khi họ nghiên cứu về cái mật ong mà raw unfiltered đó, thì họ khám phá ra là cái lý do mà khi ăn mật ong nó không bị bệnh biến dưỡng do những cái đường hiếm trong cái mật ong mà raw unfiltered. Tại vì đường ngọt mà mình ăn đó là sucrose, thì nó có nửa glucose và nửa fructose. Thì đường đó là mình ăn nhiều quá, hơn 50 gram một ngày là nó có hại cho sức khỏe. Nhưng mà cái khi mình ăn mật ong đó, thì có những cái đường hiếm, cái đường sucrose nó không có. Những cái đường hiếm đó nó có cái, nó giải độc của cái fructose và glucose ở trong sucrose. Mà cái đường hiếm đó theo cái bài báo mà tôi đọc, mà rồi tôi trở lại tôi coi những cái research, những cái nghiên cứu của Đại học Toronto đó, thì tôi thấy là khi mà người ta đun hay là làm nóng cái đường lên đó, thì những cái đường hiếm đó nó biến mất. Thành ra khi mà mật ong mà không có raw đó, tức là pasteurized, tức là làm sát trùng đó, thì mất cái đường hiếm đó là nó trở thành độc. Quý vị mà dùng mật ong mà raw unfiltered đó, mà nếu mà bỏ vào cà phê nóng đó, hay là trà nóng, thì nó cũng trở thành độc. Dùng ở nhiệt độ trong phòng, tức là room temperature, hay là nhiệt độ lạnh, mát, thì nó không sao cả, nó tốt. Đó là chất đường duy nhất hiện nay mình biết mà tốt. Còn những cái đường hóa học, đường giả, đường này kia là có những cái ảnh hưởng xấu hết. Chỉ có cái mật ong raw unfiltered đó. Té ra là vì do cái đường hiếm, mà đường hiếm đó là không chịu nhiệt được, thì nó không, đừng có bao giờ mà dùng mật ong mà nóng hay là gì đó, thì nó không có tốt. Nhưng mà dùng mật ong ở room temperature thì rất là tốt. Dạ, rất là hay. Rồi chú nhớ là trong những cái video trước đây thì mình cũng có nói sơ qua về mật ong. Thì có một điều mà chú thấy đó là mật ong mà raw không có filter giống như bác sĩ Liêm nói, nó rất là khó mua nha. Tại vì sau khi nghe cái đó rồi chú bắt đầu đi tìm để mua, rất là khó, ngoài chợ thì nó có loại filter nhiều. Thì sau này thì mình biết là ở Costco thì lâu lâu thì họ có. Còn ở bên Việt Nam á, thì Rachel hoàn toàn không biết. Thì quý vị nào mà biết là bên Việt Nam đi mua những cái mật ong mà sống mà chưa có filter như vậy thì mua ở đâu? Quý vị để lại bình luận dưới đây để cho những quý vị khác cùng tham khảo và họ có thể đi mua khi mà họ cần. Nhưng vậy, mà nhớ là nếu mà mật ong mà raw đó, tức là không có pasteurize, thì đừng cho con nít dưới 2 tuổi uống. Ở đây họ nói dưới 1 tuổi, nhưng mà cho an toàn đừng cho dưới 2 tuổi. Mà tôi có một cái giả thuyết về cái đó, mà thường thường muốn chứng minh cái giả thuyết này phải dùng thí nghiệm trên thú vật, mà thú vật mà có đời sống rất là ngắn, ví dụ như fruit fly kia. Mà bây giờ tôi về hưu rồi, nhưng mà cái giả thuyết của tôi là vậy nè: khi mà tổ tiên của mình mà chưa có canh nông đó, thì trong mấy trăm ngàn năm trước đó, cái chất ngọt duy nhất mà concentrate, cái chất ngọt mà đậm đặc mà duy nhất mà họ có là từ mật ong. Còn lâu lâu họ có trái cây chín thì cái đó cũng lâu lâu thôi, mà thường thường phải tranh đua với thú rừng. Thành ra cái khi mà họ kiếm được cái tổ ong mà có mật đó, đó là cái chất ngọt mà đậm đặc duy nhất mà họ có cho mấy trăm ngàn năm, cho đến khi mà ngay sau khi có canh nông là giữa 10 tới 11 ngàn năm trước, thì mình cũng chưa có đường, nhưng mà sau vài ngàn năm canh nông đó, thì con người biết cách trồng củ cải đường hay là trồng đường mía và làm đường. Mà làm đường là phải nấu, thành ra cái đường sucrose hay là từ mía hay là từ củ cải đường là đã nấu rồi. Thành ra mình không có những cái đường hiếm đó nữa. Mà cơ thể của mình chỉ của người da vàng, da trắng và người Trung Đông chỉ chấp nhận tới tuổi
40-50 thôi, sau đó thì không có thích ứng được. Còn những người mà như là thổ dân da đỏ hay là những người da đen mà ở vùng châu Phi dưới sa mạc Sahara, hay là những người mà ở những cái đảo ở bên Úc hay là vùng Nam Dương đó, thì họ bị không có canh nông cho tới rất gần đây, thành ra tuổi trẻ là họ đã bị rồi, đã bị ba cao rồi. Nhưng mà mật ong thì chắc cũng vậy thôi, đó là cái giả thuyết của tôi, nhưng mà chưa có khảo cứu để mà kết luận đàng hoàng. Hồi trước khảo cứu về những cái vấn đề này á, người ta dùng cái Mediterranean fruit fruit flies, không biết bây giờ thì kỹ thuật khảo cứu về những cái vấn đề này nó ra sao, nó có khác trước không. Nhưng mà những cái ngày hồi trước là làm mà mê lắm, tại vì làm mà mình có dụng cụ, mình có chuyên viên, thì mà mình có ngân sách nữa, thì mê lắm, mà làm càng làm thì càng hiểu biết nhiều. Rất là hay. À, chắc có thể là một cái đề tài nào đó rồi chỗ sẽ hỏi chuyên sâu về giống như cái cách y khoa ở Mỹ này họ nghiên cứu một cái gì như thế nào, cái trình tự nó như thế nào, rồi cái chính sách hay là tiền của nhà nước gửi vào hay là ở sao 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 cho bằng những cái nghiên cứu ở Mỹ mình đi sâu vào rồi chỗ nghĩ cái đề tài đó cũng rất là hay. Một cái câu hỏi nữa là liên quan đến là đa bao tử thì Rachel thấy có cái vị trí nữa thì thường nó có đau chính giữa hoặc đau bên trái, đau bên phải thì cái vị trí đau ở cái bụng của mình thì nó có cho mình cái tín hiệu gì không? Thường thường đau bao tử đau ngay 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 giữa ở phía trên lỗ rốn một chút, Còn nếu mà đau bên trái, bên phải thì có thể là đau vì cái khác. có thể. Rồi. Với lại là Rachel thấy là nói về bệnh dạ dày thì người ta chia ra thành là bệnh cấp tính và mãn tính. Thì bác sĩ Liên có thể chia sẻ thêm là cấp tính với mãn tính là sao không ạ? Và nó có ảnh hưởng như thế nào? Cấp tính là thí dụ như bị nhiễm trùng H. pylori mà làm bệnh sưng dạ dày cấp tính á, như hồi ông bác sĩ Barry Marshall, ông về sau ông được tặng giải Nobel về y học, ông không những ông giỏi mà ông can đảm nữa. Khi ông nuốt cái đó vào mà ông bị sưng dạ dày 2 ngày sau á, tức là ông bị cấp tính. Còn có những cái người mà bị H. pylori lâu ngày không ai chữa đó thì cũng có thể bị mãn tính. Có những người mà bị bệnh cứ tiết nhiều axit kinh niên đó thì cũng là bị mãn tính. Rồi cái bệnh mà H. pylori mà lâu ngày không chữa nó làm cái màng nhầy của bao tử bị teo lại, hoặc là atrophic gastritis cũng là mãn tính. Vậy có nghĩa Đó. là cấp tính có nghĩa là cái gì mà mình bị liền, còn mãn tính là cứ từ 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 nó ngâm ngâm đó rồi nó bệnh thêm ra. Đúng rồi, mà cái mãn tính thường 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 nó đưa tới nếu mà do ung thư hay là do loét mãn tính thì nó có thể gây ung thư của dạ dày. Ung thư là cấp tính nhưng mà cái nguyên do là mãn tính. Cho nên là thành ra nếu mình có bị đau bụng, đau bao tử dạ dày thì mình nên trị sớm, đừng có để cho nó nằm ở đó lâu ngày thì nó dẫn đến là loét bao tử hoặc là ung thư luôn. Đúng, hay là teo bao tử. Hoặc là teo bao tử. Atrophic gastritis bị teo bao tử. Hay Mấy người quá. đó thường thường cũng bị thiếu sinh tố B12 nữa, mặc dù họ không ăn chay. Hay quá. Với lại Larry cho thấy có một số người người ta muốn giảm cân á, người ta đi làm cho nó teo bao tử lại để cho người ta ăn ít lại thì nó có bị ảnh hưởng gì không à? Barogastric surgery đó, cái đó có lợi và có hại. Cái lợi thứ nhất là cho những người quá mập, không xuống ký thì sắp chết, hoặc là Pickwick syndrome. Quá mập mà bị suy tim này kia đó, bao tử nó cũng có một vài cái hormone nó dính líu tới biến hóa, thành ra biến dưỡng, thành ra sau khi chữa cái bao tử, làm cái giải phẫu bao tử đó thì nhiều cái triệu chứng của tiểu đường loại 2 nó biến mất. Nhưng mà cái đó gây ra hiểu lầm là tưởng là mình đã lành rồi, thật ra không phải, thật ra là cái kháng insulin và viêm nó vẫn kéo dài. Thành ra có nhiều người tưởng rằng là tôi ăn uống rồi tôi tập rồi tôi đường tôi trở lại bình thường là tôi không có bệnh, cái đó là sai lầm và thường thường là dẫn đến chết về sau. Những cái giải phẫu đó bao tử về sau cũng bị là thiếu hấp thụ những chất dinh dưỡng, và thường thường thiếu vitamin B12 nhưng mà còn thiếu nhiều chất khác nữa, thành ra những người đó về sau thì cũng hay bị những cái biến chứng về sau. Thành ra phải phải được bác sĩ chuyên khoa và những chuyên gia dinh dưỡng theo dõi rất là kỹ trong suốt cuộc đời luôn.
Dạ vâng, hay quá. Rồi cảm ơn bác sĩ Phạm Hiếu Liêm rất là nhiều ngày hôm nay chia sẻ cái đề tài bệnh bao tử và dạ dày, một cái bệnh mà rất là nhiều người biết và cần biết về cái đề tài này để mà mình ngừa và cũng như là để mình có thể chữa được một cách đúng đắn nhất nha quý vị. Rồi cảm ơn bác sĩ Phạm Hiếu Liêm. Không biết còn gì bác sĩ Liêm muốn chia sẻ thêm về đề tài này hay là chúng ta ok rồi ạ? Vì khán giả mà hỏi về cái chứng trào ngược dạ dày của bà mà bà uống thuốc 2 tháng mà không biết đấy, thì tôi hy vọng là bà dùng sucralfate cùng với Nexium, nhưng mà dùng cái sucralfate slurry mỗi ngày trước khi ăn và trước khi đi ngủ, tức là 4 lần một ngày, thì hy vọng là bà sẽ cảm thấy đỡ hơn. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ Phạm Huy Liêm. Cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay đến giây phút cuối cùng. Và quý vị nào chưa có bấm like cho chương trình thì nhớ là bấm like nhé. Và đồng thời bấm nút subscribe, đăng ký, theo dõi và cái chuông. Và ai cần liên lạc với Rachel thì gửi email về đây. Nhưng mà nếu như quý vị mà hỏi những cái câu hỏi y khoa đó thì cứ để bình luận ở dưới đây đi quý vị, ở dưới những cái video để Rachel và bác sĩ Liêm cùng xem, chứ đừng có gửi về email không. Rồi, cảm ơn tất cả quý vị và xin hẹn gặp lại trong những video sau. Bye bye. Kính chào quý khán giả. Yeah.